Ở đây là một số các cái sản phẩm mà mình sẽ gửi đi trong ngày hôm nay Cô chú anh chị xem mình có cần sản phẩm nào không nhé Đầu tiên là cái cao đại bổ thận này Cao này thì dành cho những cô chú anh chị nào mà chúng ta đang bị thận yếu Hay là muốn tăng sinh lý nam giới thì chúng ta sử dụng Những ai bị tiểu đêm thì chúng ta sử dụng cái này 150 một hộp cao đại bổ thận Cao cả gai leo thì 90.000 một lọ như vậy. Cái này chủ yếu giúp giải độc gan. Những ai gan yếu hay là thường xuyên mọc mụn thì chúng ta lấy cái cao này chúng ta pha. Cao này được cô đặc từ lấu từ cây cả gai leo. Và khi mà cô lại thì cái dạng cao nó sẽ thành ra như vậy. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có bột sắn dây đây là cái bột sắn dây ta thì mỗi một gói như vậy sẽ là một cân và mỗi một cân thì có giá là 200.000 đồng cho một cân cái bột sắn dây ta như vậy Đây là cái giả à, cái cái trà giảm cân á lam 10 vị những đây này cái bột sắn dây thì mọi người để ý là nó rất là dễ vỡ cho nên là thường bột sắn dây ta nó sẽ nhỏ nhé còn những cái bột sắn dây mà cái cục lớn thì thường là bột sắn dây của à, bột sắn dây cao sản đó ở tiếp theo bột sắn dây thì 200 000 một cân tiếp theo là cái trà giảm cân lá nam này thì 150 000 đồng một cân bên trong này sẽ chia làm những cái túi nhỏ thì mỗi một túi nhỏ này mọi người về chia làm hai lần uống 150 000 một cân nhé. cái đấy chủ yếu giúp giảm cân cho những người béo quả nhau quả nhau thì chị đau nhức xương khớp khá là tốt cái loại này thì rất là nổi tiếng nhiều cô chú anh chị biết đến giá thành thì hiện tại là 100 000 đồng một cân nhau bên mình là loại nhàu to chứ không phải nhàu nhỏ nhá Thảo quả thì có giá là 220.000 đồng một cân và mỗi một cân này sẽ đóng hai gói và thảo quả này chủ yếu làm gia vị 220 cân. Cái nhân óc chó nếp thì mỗi một cái cân này đã được tách ra lấy chỉ lấy nhân thôi và có giá là 250.000 đồng một cân. Hạnh nhân thì cũng có giá 250 một cân. Đây là loại nhân hạnh nhân. Cái này thì những người mà hay uống cái uống cái 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 nước ép từ làm sữa hạt đấy thì chúng ta sử dụng mấy cái loại này. À, đây là cái trà giải độc gan thận Mỗi một gói như thế này thì có trọng lượng dao động từ 450 cho tới 500 gram Giá thành 120.000 à, trà giải độc gan thận Một gói như vậy Trà đẹp da thì có giá hiện tại bây giờ là 230.000 đồng một cân Đây là những cái trà đẹp da với trà đặc biệt ấy, Sơn mật đặc biệt thì sẽ à, phân biệt với nhau bằng những cái túi ở bên trong à, Trà đẹp da 230 Còn trà sơn mật đặc biệt là 130.000 đồng một cân bây giờ mình sẽ cho mọi người cái sự so sánh giữa hai loại khác nhau để mọi người nhận biết ở bên cái gói trà đẹp da thì sẽ có thêm long nhãn và kỳ tử ở bên ngoài để đánh dấu nhưng mà các cái vị trộn ở bên trong là sẽ khác nhau để tăng cường sinh lý thì chúng ta sẽ sử dụng cái rễ mũ tần 100.000 đồng cho một cân rễ mũ tần như thế này và chúng ta ngâm một tháng là uống được rồi cái này chủ yếu tăng cường sinh lý cho nam giới tiếp theo là chúng ta sẽ có cái táo đỏ táo đỏ tân cương thì loại này của mình là từ 17 cho tới 19 quả cho một lạng và mỗi một cân thì sẽ là 100.000 đồng 100.000 sẽ là hai gói như vậy uhm, kỳ tử kỳ tử hay đi cùng táo đỏ thì có giá là 200 rưỡi một cân loại một kỳ tử của mình là kỳ tử 5A và mọi người có thể thấy là cái kỳ tử nó rất là đẹp hạt nó to và nó tơi nó khô thì cô chú anh chị có nhu cầu về mặt hàng nào thì có thể nhắn tin gọi điện cho mình theo số điện thoại trên màn hình giá mình để dưới phần mô tả